Chào các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Suzuki GSX E1000, một cái bản dọn chỉnh chu với một cái cấu đỉnh khổ chỉnh. Cái chiếc Suzuki GSX E1000 là cái chiếc sport thương mại và đã quen thuộc với cộng đồng đam mê mô tô phân khối lớn từ những thời cũ cho đến tận hôm nay. Và ở phiên bản hiện tại nhằm cải thiện những cái sự thiếu sót về mặt hiệu suất của phần nguyên mẫu của chiếc xe, người chủ đã nâng cấp chiếc xe với những món đồ chơi giá trị cao. Đầu tiên chính là mặt ngoại hình, cái chiếc GSX E1000 được tạo điểm nhấn bởi cách tông màu xanh đen thay vì là xanh nguyên bản như trước đây, khiến con xe trở nên là trầm tính và đáng chú ý hơn đối với những cái phần ruột của nhà Suzuki. Phần đầu chiếc xe trở nên khí nọc hơn, ngầu hơn khi trang bị cho mình cái kính chống bụi xì sóng khói. Hai bên vị trí cái lắp gương hậu cũng được thay bằng cái chụp kính dạng nhôm CNC từ Yoshura. Dễ dàng thấy được cái hành trình phục trước được hạ rất là nhiều bởi vì cái ti đầu phục đã được nâng cao lên so với cái phần bề ngang của chạng ba lái. Hai bên tay lái còn được nâng cấp cái cụm con wrist tip, chỉnh tay phanh tiếng êm cùng dép tay phanh Rainbow Costa, bao tay Dono cùng với cù lái Latex. Ngoài ra không hiểu đi một cái bộ phận bảo vệ xung quanh cho những cái chiếc xe như chống đổ Latex, ốp nâu Simpressin. Cuối cùng chính là một cái sự quen thuộc hầu hết anh em đang chia sẻ, chính là cái bộ độ mang một cái thương hiệu nổi tiếng Yoshura. Đây là một thương hiệu đã có mối quan hệ lâu đời với cái nhãn hiệu Suzuki. Kawasaki ZX-MR, một chiến binh đường phố đẹp phố hồng trong những món đồ chơi danh giá. Nhắc đến cái chiếc Kawasaki ZX-MR là nhắc đến cái tên cũng khá là mật tại cây vòng đua DSK. Không những giống cho mình nét đẹp trau chuốt mềm mại như hữu đăng ký là Ducati, Bentley hay là LV Agusta, nhưng được các nhà thiết kế phương Nhật tạo lại một hình dáng bóc dáng đậm chất nổ hơn, được một vài kênh nước ngoài đổ lại với những món đồ chơi xa xỉ đến từ các hiệu đẳng cấp thế giới đã biến cái chiếc ZX-MR trở nên đẹp rất ngày hơn. Chọn riêng chiếc xe cơ của mình một cái tông màu bạc silver cứng cáp với full quay đầy đủ, bịt luôn cái mũ, đem đến một cái tổng thể là cực kỳ tương tự các dòng xe đua MotoGP. Cái số hiệu 13 đậm cái chất chơi, thay luôn cái đèn pha tiêu chuẩn là một cái đèn chiếu sáng dạng đèn pin nối dài ngay phần trung tâm mặt nạ. Ngoài ra còn tay lái được sự hỗ trợ trợ lực Hardin cùng phanh Rainbow Asset rất là cao cấp. Trang chân thì đầy thức khúc hơn với cái mộc cổ sắt Racing Highline. Đây được xem là những món đồ chơi danh tiếng được các giải đua lớn và săn tìm ở các những bản độ phân khối lớn có tiếng. Cái giảm sốc sau của Hardin, ống giả, cây bô của Yoshura Carbon là những món đồ chơi xịn trên bản đồ hôm nay. Ngoại hình cực kỳ chiến đến từ mẫu xe Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like và subscribe.